Làng nghệ thuật Mất Hai Cây Đại Thụ, Hồng Vân và Loạt Sau Việc Thương Tiếc lại đau đớn nhớ anh Vũ Lê Bình. Nỗi đau mất anh Vũ Lê Bình còn chưa nguôi ngoai, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân càng thêm nỗi buồn bã trước tin dữ, hai nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và Thành Trí qua đời. Vừa qua là một ngày nhuốm màu tang thương của giới sân khấu Việt khi hai nghệ sĩ kỳ cựu là nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Thành Trí qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Trước đó, làng giải trí vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi của hai diễn viên tài hoa là anh Vũ và Lê Bình. Trong một ngày 8 tháng 5, Sài Gòn mất đi hai cây đại thụ của nghệ thuật. Trong một tháng, 1 tháng 4 đến 1 tháng 5, tôi chia tay với anh Vũ và Lê Bình, trái tim của nghệ sĩ Sài Thành thắt lại, xin vĩnh biệt. Nhận được tin dữ, nhiều Sao Việt là đàn em, hậu bối đồng loạt bày tỏ niềm thương tiếc dành cho nghệ sĩ ưu tú Giang Châu, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bàng hoàng, tim thắt lại trước tin dữ. Mới trải qua nỗi mất mát khi người em thân thiết là nghệ sĩ anh Vũ qua đời, nữ diễn viên càng thêm buồn bã. Trong một ngày, Sài Gòn mất đi hai cây đại thụ của nghệ thuật. Trong một tháng, 1 tháng 4 đến 1 tháng 5, tôi chia tay với anh Vũ và Lê Bình, trái tim của nghệ sĩ Sài Thành thắt lại. Xin vĩnh biệt. Nỗi đau cũ chưa nguôi, tình buồn mới đã đến, Hồng Vân không giấu nổi cảm giác suy sụp. Lê Giang tiếng luật xúc động trước tin buồn của làng nghệ thuật. Trong khi đó, các phường xúc động chia sẻ dòng trạng thái vĩnh biệt người quá cố. Biết chú rồi thích chú qua vai Trùm Sò trong vở cải lương Ngao Sò Ốc Hến, để rồi thần tượng chú. Một vai diễn không ai có thể thay thế chú, nay ngậm ngùi tiễn biệt, thêm một người nghệ sĩ tài hoa. Nguyện cầu linh hồn chú được siêu thoát về nơi cõi Phật. Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Các phượng cô nghệ sĩ ưu tú Giang Châu là một thần tượng lớn, một đàn anh mẫu mực trong nghề. Cô Cát kể lại những kỷ niệm với đạo diễn Thành Trí. Sự ra đi của giọng ca vọng cổ kỳ cụ còn để lại tiếc thương cho nghệ sĩ Minh Nhí. Theo nhà báo, đạo diễn Thanh Hiệp, nghệ sĩ Giang Châu chúc hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 35 ngày 8 tháng 5 tại nhà riêng, hưởng thọ 68 tuổi. Cuối năm 2017, giọng ca vọng cổ gạo cội lên cơn tai biến dẫn đến đột quỵ trong một lần chạy xe ngoài đường. Từ đó, ông mắc bệnh thoái hóa não, phải nhập viện điều trị tích cực tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Năm tài tử còn có tiền sử huyết áp cao và bệnh tim mạch. Nghệ sĩ ưu tú Giang Châu Trần Ngọc Châu, sinh năm 1952 tại Chợ Lách, Bến Tre, được công chúng yêu mến bởi chất giọng vọng cổ duyên dáng. Cách ca dài hơi độc đáo, hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, ông sở hữu những vai diễn để đời trên sân khấu cải lương, Trùm Sò, Ngao Sò Ốc Hến, Thừa, Tiếng Hò Sông Hậu, Út Chất, Ánh Lửa Rừng Khuya, Cô Ba Sáng, Những Ánh Sao Đêm, Thái Ngọc, Khách Sạn Hào Hoa, Tâm, Tô Ánh Nguyệt. Tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Giang Châu sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Phạm Ngũ Lão, Cò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng bắt đầu lúc 20 giờ ngày 8 tháng 5, lễ động quan tiến hành lúc 6 giờ ngày 11 tháng 5, sau đó thi hài sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Theo đạo diễn Đoàn Khoa, cũng trong ngày vừa qua, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Thành Trí đã nhắm mắt xuôi tay lúc 6 giờ sáng, hưởng thọ 82 tuổi sau thời gian điều trị căn bệnh tim mạch. Nghệ sĩ ưu tú Thành Trí là một trong những đạo diễn thuộc thế hệ đầu tiên của sân khấu cách mạng Đất Phương Nam. Ông tên thật là Nguyễn Thành Trí, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1937 tại Thạch Trị, Sóc Trăng. Suốt hàng chục năm cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, ông đã nhận được vô số giải thưởng cao quý và được lớp đàn em, học trò cũng như khán giả yêu mến kính phục. Tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Thành Trí được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh, số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Lan gợi ý 5 tiêu chí chọn chồng và không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật ông xã Thanh Bình. Để có tổ ấm hạnh phúc viên mãn như hiện tại, có lẽ Ngọc Lan đã đúng đắn ngay từ bước đầu tiên chọn chồng. Trước khi đến với Thanh Bình, kiều nữ Ngọc Lan từng trải qua nhiều chuyện tình dang dở. Lúc đầu, Thanh Bình và Ngọc Lan chỉ là đồng nghiệp đóng phim chung, nhưng sau đó tình cảm phát triển và cả hai quyết định gắn bó lâu dài. Cuộc sống hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình rất hạnh phúc. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô rất hài lòng khi có một người chồng tâm lý chiều vợ như Thanh Bình. Không chỉ hiểu vợ mà Thanh Bình còn giúp đỡ Ngọc Lan việc chăm con. Từng chịu cảnh cô dâu hụt nhưng đến với Thanh Bình, Ngọc Lan có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong ngày sinh nhật ông xã, Ngọc Lan viết: "Mẹ đã tìm được người đàn ông của đời mình, vì mẹ mà làm tất cả, luôn đứng phía sau ủng hộ động viên mẹ. Chúc mừng sinh nhật ông xã Thanh Bình, ba cụ Lô yêu. Hôm nay ba và mẹ vẫn đi quay miệt mài cho hai dự án phim khác nhau. Chúng ta sẽ làm tiệc sinh nhật cho ba sau nhé, yêu ba nhiều lắm." Được chồng chiều, cuộc hôn nhân hạnh phúc nên không có gì khó hiểu khi nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp hơn. Bên cạnh đó, Ngọc Lan cũng đưa ra một số tiêu chí giúp chị em sáng suốt trong việc chọn chồng. Phụ nữ cần phải nhớ, chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác,
chính là chọn người yêu thương bạn. Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài năng đến nhường nào, đẹp trai cỡ nào, nói hay thế nào, có trí tuệ đến đâu, có năng lực, thích giúp đỡ người khác thế nào, nếu anh ta không thương bạn thì tất cả những thứ đó đều vô dụng. Bác sĩ tâm lý dành cho phụ nữ một lời khuyên chân thành, cho dù cô có thích người đó thế nào, trong tình yêu, người chủ động nhất định phải là người đàn ông, nếu người đàn ông đó không chủ động thì thà bỏ lỡ còn hơn. Khi bạn không có người đồng hành, cho dù cô đơn cũng có thể sống rất vui vẻ. Lúc này cô đơn là một loại cảnh giới, bạn có thể một mình đi khắp thế giới này, làm quen với những người bạn khác nhau. Bạn cũng có thể chọn tan làm xong thì về nhà ngay, hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Cô đơn khi một mình không hề đáng sợ nhất là có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn. Hãy tìm một người đàn ông chịu đặt ảnh của bạn trong ví tiền của anh ta, một người đàn ông dám để bạn cắn lưu lại dấu vết trên người anh ta, người đàn ông dám viết về bạn trên mạng xã hội, người đàn ông dám kể bạn biết tất cả về anh ấy, người đàn ông khi bạn giận dỗi đòi chia tay cũng không vứt bỏ bạn mà ôm chặt lấy bạn không để bạn đi, người đàn ông dám chịu trách nhiệm với đối tốt với bạn cả đời. Người đàn ông thông minh sẽ chiều chuộng người phụ nữ của mình tới vô pháp vô thiên, khiến những người đàn ông khác chịu không nổi tính xấu của cô ấy. Người đàn ông ngốc nghếch sẽ dùng tính xấu của mình khiến người phụ nữ của mình trở nên chán ghét với tất cả những tên đàn ông tới xoăn xoe nịnh bợ. Hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình luôn tràn ngập tiếng cười, con trai của cặp đôi được nhiều người khen ngợi vì rất lém lỉnh và đáng yêu. Nghệ sĩ Kim Tử Long thông báo lần đầu lên chức ông ngoại. Con gái nghệ sĩ Kim Tử Long, diễn viên Mai Ca đã sinh con đầu lòng, em bé được đặt tên là Yuri. Mới đây, nghệ sĩ Kim Tử Long đăng ảnh bế cháu ngoại và thông báo với người hâm mộ: "Kính thưa quý vị đồng bào và cả nhà thân yêu, xin được phép thông báo sau bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc đời, hôm nay tôi chính thức được thế giới bổ nhiệm chức lên làm ông ngoại. Xin phép cả nhà cho mình nhậm chức nhé, ca ca đã quá, Yuri ông ngoại đây con." Được biết, diễn viên Mai Ca, con nghệ sĩ Kim Tử Long đã sinh con đầu lòng, bé tên là Yuri. Nghệ sĩ Kim Tử Long hạnh phúc khi có cháu ngoại. Mai Ca sinh năm 1988, là con gái lớn của nghệ sĩ Kim Tử Long với vợ cũ. Dù Kim Tử Long không muốn con gái theo nghiệp diễn, nhưng Mai Ca đã trốn cha đi học trường sân khấu điện ảnh. Thấy con quyết tâm làm nghề, nghệ sĩ Kim Tử Long mới phần nào yên tâm cho con hoạt động nghệ thuật. Tháng 5 2017, diễn viên Mai Ca tổ chức tiệc cưới với chồng doanh nhân với sự có mặt của nhiều sao Việt. Nghệ sĩ Kim Tử Long trong đám cưới con gái vào năm 2017. Hình ảnh diễn viên Mai Ca khi mang bầu. Nghệ sĩ Việt dính vào vũng lầy cờ bạc, mất trắng danh tiếng, sự nghiệp và gia đình. Nghệ sĩ Hồng Tơ đang bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa để phục vụ công tác mở rộng điều tra. Được biết, nghệ sĩ Hồng Tơ cùng một số đối tượng bị bắt tại một tụ điểm cờ bạc khủng ở vùng ven Sài Gòn. Đây không phải lần đầu tiên danh hài Hồng Tơ dính líu tới chiếu bạc. Nam nghệ sĩ cũng từng thú nhận anh tình rơi xuống vũng bùn, phá sản và sống trốn tránh vì thiếu nợ do cờ bạc. Mới bước vào bài bạc không ai nghĩ đến chuyện thua. Nếu biết nghĩ mình thua thì chẳng ai chơi, nhưng rồi càng chơi càng lậm, đến độ nhận show rồi, đến giờ diễn rồi vẫn nói dối để lao vào cuộc, Hồng Tơ kể. Từ đánh bạc với số tiền ít, Hồng Tơ ngày càng tăng đô. Có đêm anh thua đến 500 triệu đồng. Danh hài từng phải bán đi villa trị giá hàng trăm cây vàng mà vẫn không đủ trả nợ. Mất hết nhà cửa, anh phải đi ở thuê. Hồng Tơ kể, nhiều đêm đói bụng nhưng anh không đủ tiền để mua một tô hủ tiếu gõ. Đó là chưa kể cảnh Hồng Tơ bị chủ nợ tìm kiếm mắng chửi. Không chỉ Hồng Tơ, rất nhiều nghệ sĩ Việt tự đốt cháy sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc và hạnh phúc trên chiếu bạc. Cuối tháng 6, 2015, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long bị bắt tại một chiếu bạc ở Vĩnh Long khi anh về hát đám cưới ở đây. Ban đầu, Kim Tử Long phủ nhận việc mình tham gia đánh bạc. Giọng ca cải lương giải thích, anh chỉ đứng xem và vô tình bị bắt nhầm. Nhưng sau đó, tại cơ quan điều tra, anh khai có đánh 3 ván. Cảnh sát thu giữ của nghệ sĩ này hơn 300 triệu đồng và hàng nghìn đô. Đầu tháng 9, Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long khởi tố Kim Tử Long. Trước đó, năm 2013, nghệ sĩ Kim Tử Long cũng dính vào nghi án đánh bạc một lần, nhưng anh khai nhận rằng mình đánh có một vài ván theo yêu cầu của người hâm mộ. Siêu Black từng là ca sĩ nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu thích khi ngồi ghế nóng của cuộc thi Việt Nam Idol. Tuy nhiên, cô ném hết tài sản vào chiếu bạc và nợ nần phá sản. Có thời gian giọng ca "Em muốn sống bên anh trọn đời" phải sống trong sợ hãi, hoang mang và tuyệt vọng vì bị siết nợ và đến hiện tại vẫn chưa thể vực dậy. Người hâm mộ vẫn tiếc nuối cho một giọng ca khỏe và đẹp lại kết thúc sự nghiệp lẫn danh vọng của mình bởi vòng xoay đen đỏ. Diễn viên Quách Ngọc Ngoan từng dính tin đồn mê đánh bạc đến phải bán xe. Anh phủ nhận nhưng giải bày thêm,
Chuyện gây xong giữa các anh em trong đoàn phim là chuyện thường thấy, đó đều là những cuộc vui. Việc chung độ chỉ là buổi ăn sáng chầu cà phê chủ yếu để lấp thời gian trống. Cố nghệ sĩ Hồng Sơn cũng đã từng dính vào cờ bạc tới mức ly hôn vợ và có ý định tự vẫn. Nhờ có cô con gái nhỏ động viên mà ông mới làm lại cuộc đời và từng bước thoát khỏi sự nghiệt ngã của kiếp đỏ đen. Sau khi quay lại với điện ảnh không lâu sau nhiều năm ẩn dật, vai diễn Ma Làng chưa động lại trong khán giả được lâu năm thì nam diễn viên có tài ra đi ở tuổi 54 vì bệnh tật. Hơn 20 năm trước, nghệ sĩ cải lương Kiều Phượng Loan từng đến bước đường cùng vì nợ nần tứ phía, phải bán nhà sống chui lụi chúng nợ. Đến nay tuổi đã cao, nữ nghệ sĩ tài danh một thời vẫn nuối tiếc và ân hận khi nhắc lại giai đoạn mê muội. Sau khi quay đầu là bờ, chị toàn tâm toàn ý lo cho cha già, người từng ngày đêm khuyên răn chị tránh xa kiếp đỏ đen. Nghệ sĩ được biết đến không chỉ bằng tài năng và là đại gia tiền bạc rủng rỉnh. Tuy nhiên lắm tài nhiều tật, họ dính vào cờ bạc cá độ bóng đá, nợ nần vây quanh, giang hồ truy sát đòi nợ. Có giai đoạn nhiều năm thậm chí có định tự vẫn. Màn trời chiếu bạc không chỉ thiêu cháy danh vọng tiền bạc mà sự nghiệp còn khiến gia đình nhiều nghệ sĩ tan vỡ. Hương Tràm gây sốc khi tiết lộ để sẵn dao dưới gối, uống thuốc ngủ đến mức thần kinh bị ảnh hưởng. Hương Tràm cho biết đã có nhiều thời điểm cô chỉ ngủ được khi để sẵn một con dao sắc nhọn ở dưới gối của mình. Tối ngày 7 tháng 5, Hương Tràm đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ và truyền thông để ra mắt MV mới, cũng như chia sẻ về quyết định đi Mỹ du học của mình. Trong suốt sự kiện, Hương Tràm chia sẻ nhiều bí mật cực sốc về 7 năm làm nghề của mình. Đáng chú ý có cuộc nói chuyện mang ý nghĩa hồi tưởng của Hương Tràm với quản lý truyền thông cũ nhà báo Huy Minh. Hương Tràm nói rằng anh Huy Minh là quản lý truyền thông đầu tiên của cô. Suốt thời gian làm việc với nhau, anh chứng kiến bao lần vật vã khổ đau đến mức suy sụp mà không ai dám nghĩ Hương Tràm sẽ như thế. Khi mới 17 tuổi, Hương Tràm đã bùng nổ với chức quán quân The Voice mùa đầu tiên. Nhưng ít lâu sau, cô đã ngập ngụa bơi giữa scandal vì ồn ào tình ái với Bùi Anh Tuấn. Mâu thuẫn với Thu Minh, rồi loạt chỉ trích ăn mặc hở hang phản cảm, Hương Tràm và người quản lý truyền thông đầu tiên của mình. Để giữ cho giấc ngủ bình yên, Hương Tràm phải sử dụng thuốc ngủ. Cô gây lo lắng hoang mang cho người quản lý truyền thông của mình đến mức anh phải ngủ cùng phòng để canh chừng cô. Bên dưới gối của Hương Tràm có đặt một con dao, Hương Tràm gọi là để cần, khi dùng đến, chỉ biết là một lần kia cũng vì con dao này mà đã có sự cố xảy ra. Thuốc ngủ chưa đủ đâu, Tràm có một con dao này đặt dưới gối mỗi khi Tràm ngủ. Theo quan niệm dân gian thì con dao này giúp Tràm dễ đi vào giấc ngủ. Anh ngủ cùng với Tràm, nhưng thường là anh không ngủ được, anh thức để canh xem cô bé này ngủ thế nào. Và một ngày kia biến cố đã xảy ra, nhưng anh không tiện chia sẻ cụ thể về câu chuyện. Đó là câu chuyện cũ rồi, nó không còn mới nữa. Những gì chúng ta đã biết rồi thì xem như câu chuyện trưởng thành của Tràm, anh Huy nói thêm. Hương Tràm cũng nói thêm cô nhớ là người anh này đã trách mắng mình rất nhiều. Hương Tràm cũng tự biết bản thân không tốt khi uống quá nhiều thuốc ngủ. Nữ ca sĩ nói cô dùng thuốc nhiều nhất là mỗi lần đi nước ngoài lưu diễn. Thuốc cứ tích tụ lâu dần khiến thần kinh của cô cũng có phần bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới, Hương Tràm xin được phép tạm dừng ca hát để sang Mỹ điều trị bệnh và tâm lý trau dồi thêm kiến thức về âm nhạc.